cái cây để ở giữa đường như thế là tại sao người ta lại để giữa đường như thế ha bà? Ta không dám phá. Ta không dám phá ha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì hôm nay đang có mặt tại thị trấn Ba Chúc của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Thì trước mặt cô bác quý anh chị ở đây đó là một cái con đường. Con đường này rất là lớn. Về chiều ngang của con đường thì khoảng 5 đến 6 mét gì đó. Nhưng điều đặc biệt ở đây thì Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị đó là một cây dầu rất là lâu năm. Và điều đặc biệt ở đây đó là cây dầu này chúng ta nhìn thấy nó lại nằm ở giữa đường như thế này. Tất cả mọi người đều những người mà nghe truyền kể trong nhân gian thì những người mà có ý định xâm phạm hay là đốn hại đến cây thì sẽ nhận những cái kết quả rất là bi thương. Cây dầu nó cao mị ở trên kia. Cô bác chị ở đây thì người ta nói cây dầu này khoảng 3 đến 400 năm người ta vẫn để cây dầu thì vẫn sừng sững ở đó như thách thức với mọi thời gian và mọi thử thách. Thì thật hư của cây dầu này như thế nào thì Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị cùng nghe người dân kể là về cây dầu này nha. Ở đây thì có các bà cũng như là các chị đã bán ở trên cái con đường này rất là lâu rồi. Và hôm nay thì mình muốn phỏng vấn hỏi về ở đây là bà có một cái bà này dạ, bán bánh khọt. À, dạ con chào bà. À, dạ bán bánh khọt hả bà? Bán bánh khọt. Dạ. Bán lâu chưa bà? Mấy năm rồi. Mười mấy năm. Bánh xèo có hết. Dạ bà bán ở trên cái con đường này thôi sao hay sao? Bán đây à. Dạ. Nhà bà ở đây luôn hả? Ở đây. Dạ. Bà ơi cho con hỏi một chút. Dạ cái dầu đó bà biết lâu chưa? Mấy ông già ta nói là 300 năm rồi. À 300 năm. Dạ. Cái dầu đó nằm lúc trước thì ở cái con đường này chưa có con nằm đường mé lộ. Dạ. Rồi sao mật lộ là cây dầu chính giữa lộ. Lúc trước là cây dầu cặp mé lộ. Tại sao người ta cái dầu đó vẫn tồn tại như thế rất là lâu hả bà? Lâu rồi, giờ chết trơn rồi. Dạ. Chết hết rồi, mọc cây lâm dồ lên á. Dạ. Cái cây để ở giữa đường như thế là tại sao người ta lại để giữa đường như thế ha bà? Ta không dám phá. Ta không dám phá ha. Chùa chiền ta không dám phá. Dạ. Mỗi lần gặp chùa đây nè, ông cứ mé nhánh ông làm bám chứ. Ta đâu có dám phá. Mé nhánh ông làm chùa hả chị? Ừ, ta làm như này. Dạ. Mấy học sinh rồi, ta mé nhánh bắt nổi. Dạ. Lúc đó lâu chưa chị? Điện lên là ta mé nhánh. Mé nhánh thằng đó nó đau nó học máu chứ. Cái dầu này chứ bà này giờ. Đụng vô cho như thế nó đi bằng đêm nó buồn ngủ đó. Xe tải hả bà? Đụng vô cái dầu trong nhà tưởng đâu gì không á. À nửa đêm mà cái giống như anh tài xế đó ảnh buồn ngủ. Rồi ảnh mới ảnh mới đâm vô cái dầu đó. Dạ. Rồi anh nó có sao không? Không, không ai có sao. Dạ. Là có một cái anh đó ảnh lúc mà làm chùa ảnh mé nhánh cây dầu đó rồi ảnh bệnh chết hay là ảnh học máu chết tại chỗ. Dạ. Ông nhẹ đây nè. Ông giơ xuống mà dạ. Đem đi bệnh viện, đâu có chết đâu. Ông sao ông bị sao vậy con? Tự nhiên ông trèo lên cây dầu á. Dạ. Rồi ông té xuống. Ừ. Ông nhảy xuống cao gì. Rồi có sao không? Không. Ừ, ông leo cao không như gì? Thì ông leo cao lắm nghe, ông nó gần tới lên cái cây đó đó. Dạ. Lúc trước giờ đâu có ai dám leo lên cây hả bà? Không ai dám đâu. Dạ. Không ai dám leo hết. Cũng không ai dám phạm đến cây. Không ai dám phá. Dạ.
con thấy ở đằng đó có người ta có thắp nhang nữa. Ừ, người ta cúng mấy người ta đi giết cúng. Dạ. Bà có nghe kể cái câu chuyện nào nữa không bà? Câu chuyện nào mà nó linh thiêng về cây dầu á? Ông biết. Vụ linh không linh mình. Dạ, chị thấy là khi mà người ta phạm đến cây thì nhận những cái kết quả nó ấy hả bà? Thì đó ông đó cỡ 8 giờ mấy phải không? Ông ấy không chết á. Ông uống rượu về chồng của con ông gì ở dưới nhà thương nè. Nó uống rượu đâu gì nó chạy xe lên đó. Nó phóng cây dầu nó chết té chết luôn. Đâm vô cây dầu hả bà? Ồ, lâu chưa? Cái việc đó xảy ra lâu chưa bà? Cũng 4-5 năm. Dạ. Hiện nay con thấy ở trên thân cây dầu nó có bám cái gì bám vô cây lâm dồ. Cây lâm dồ hả bà? Cây dầu đó là chết trơn rồi đấy. Dạ. Còn cây lâm dồ. Cây lâm dồ bám vô cây dầu. Lúc trước mà làm đường đó bà, thì cái dầu nó lớn vậy không? Cái dầu còn sống lớn, cũng lớn vậy đó mà nó còn sống. Dạ. Còn cái lá dầu mấy cây. Dạ, bằng lộ bằng như cái hơi chất nhựa. Dạ. Nóng chết. Ồ, rồi cây đây sau đó cây lâm vồ nó mới mọc lên. Cho tôi mọc nóng cái gì bánh xèo. Như là một hộp bánh xèo hết nóng rồi anh. Rồi con ở đây. Con cá. Có đậy thì đâu được rồi lấy đi. Con cảm ơn bà nhiều nha. Ấy lại sớm sớm mới chiên. Cảm ơn chị nha.